Hello, my students. Today we learn lesson 4, animals. And the first part, I would like to talk to you about new words. Listen and repeat. After me, we have a dog, a dog, a dog, a dog. Con chó. Next one, we have a cat. A cat, a cat, a cat, con mèo. Next one, a cow, a cow, a cow, a cow, con bò. A duck, a duck, a duck, a duck. Con vịt. A pig, a pig, a pig, a pig. Con lợn. And khi mình nói một có chỉ có một con chó thì mình sẽ nói a dog. Tuy nhiên từ hai con chó trở lên mình sẽ nói dogs, dogs, dogs. Từ hai con mèo trở lên ta có cats, 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 and from two cows and more we have cows, 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 and ducks, ducks, ducks. Next one, we have pigs, pigs, pigs. Các con vật đều từ hai, có số lượng từ hai trở lên, chúng ta đều thêm s vào đằng sau các từ như dogs, cats, cows, ducks, and pigs. Okay, listen and repeat one more time. A dog. A dog, a dog, dogs, dogs, dogs. Next one, a cat, a cat, a cat, cats, 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 a cow, a cow, cows. Cows, cows, a duck, a duck, a duck, ducks, 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 a pig, a pig, a pig, pigs, pigs, pigs. Okay, next part is I have an exercise for you to practice. Now you have 30 seconds to look and circle. Okay, now let's check the answer. Look at the picture number one and you see how many cats can you see? Do you know the answer? That's good. There is one cat. So the answer is a cat. Ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy một con mèo, do vậy chúng ta sẽ dùng a cat. Còn từ cats có nghĩa là từ hai con mèo trở lên. Okay. Now, number two, you have how many ducks? Do you see? You see? That's good. There are 1, 2, 3, 4, and 5. There are 5 ducks. So the answer is
A duck or ducks? How about your answer? Very good. The answer is ducks. Next one, number three. How many pigs can you see? Very good. There is one pig. So, do you have the answer? Wow, that's good. The answer is a pig. That's good. Tại vì chúng ta nhìn thấy chỉ có một con lợn, do vậy chúng ta sẽ dùng a pig. Okay, number four. Number four. How many cows do you see? That's good. Do you see two cows? So the answer is that's good. Cows. Tại vì ở đây có hai con bò, do vậy chúng ta sẽ phải dùng cows mà không dùng a cow. A cow chỉ là một con bò. Number five. Number five. And what can you see? That's good. You see a dog. Ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy một con chó. So the answer is a dog or dogs. Do you know the answer? That's good. The answer is a dog. Okay, number six. Number six. You see two cats. So the answer is that's good. The answer is cats. Ở đây chúng ta nhìn thấy hai con mèo, và vậy đáp án sẽ là cats. Nếu bức tranh chỉ có một chú mèo thì chúng ta sẽ dùng a cat. Okay. Now you have a structure. And today we learn about what do you like? And the way to answer it is I like blah blah blah. I don't like blah blah blah. And you have do not, similar to don't. Câu hỏi này có nghĩa là what do you like? Có nghĩa là bạn thích gì? And the way to answer it, cách trả lời sẽ là tôi thích con gì đó đấy, hoặc tôm và tôi không thích con gì. Trong đó từ don't, thì don't sẽ bằng với từ do not. Do not, similar to don't. For example, what do you like? Chúng ta nhìn thấy cái tay người ta chỉ dấu thích thế này, tức là người ta thích. Thích gì đây? What do you see? That's good. I like cats. I like cats. Remember? Remember for me, cats, not a cat. Not a cat. Chúng ta nhớ nhé, chúng ta sẽ dùng, chúng ta thích là thích loài mèo, vì vậy chúng ta sẽ dùng từ cat. Chứ mình không thích một con mèo, như thế mình chỉ dùng I like cats. Từ cat chia tạo số nhiều. Okay, next one. I don't like, and you see that, and you see, chúng ta nhìn thấy tay người ta để xuống, tức là người ta không thích. And the across at the picture with dog. Chúng ta nhìn thấy cái dấu gạch chéo ở hình hai con chó, như thế chúng ta biết rằng người này không thích chó. And the way to say it, I don't like dogs. Nhớ nhá, không thích là I don't like dogs. Dogs, not a dog. Next one. Okay, I have an exercise for you, and you have 30 seconds to see this exercise. Các con sẽ có 30 giây để quan sát bài tập này. Bài tập này bao gồm phần là chúng ta sẽ quanh vào đáp án đúng và viết đáp án đúng đó xuống chỗ trống. Okay.
Now let's check the answer you have. Number one is an example for you. What do you like? And what do you see? What can you see in this picture? Chúng ta nhìn thấy ở bức tranh này là hai con mèo. Và chúng ta phải nói là chúng ta thích loài mèo, đúng không? Nên thế từ cats sẽ ở số nhiều. Ở đây là hai con mèo. Chúng ta có hai đáp án là cats and dogs. Ở đây là mèo, mèo là cats. So, what do you like? I like cats. Number two, you have a picture and two choices. Pigs or cows. What do you like? Look at this picture and you see. What are they? They are cows, not pigs. So the answer is, I like cows. That's good. Next one, number three. What do you like? I like, and you have two choices, ducks or pigs. And look at this picture. What can you see? You see how many? Two pigs. So the answer is, what do you like? I like pigs. That's good. Chúng ta nhìn thấy ở đây là có hai con lợn, mà lợn là pigs. Con ducks. What does it mean? That's good. Ducks là vịt. Okay, and you write the answer in the blank. Number four, you have the sentence, what do you like? I like, and two, there are two choices, dogs or cows. What can you see? How about your answer? That's good. The answer is dogs. And you write the dogs in the blank. What do you like? I like dogs. Okay, and the next exercise is read and match. Đọc và nối tranh với câu. Okay, you have 30 seconds to see this exercise. Now let's check the answer. Number one, I like ducks. And where are ducks? That's good. Here are ducks. So you match I like ducks to this picture. Okay, number two, I don't like pigs. Where are pigs? That's good. Here are pigs. Ở đây chính là hai con lợn. Do vậy, chúng ta sẽ nối number two to this picture. Next one. Number three, I like cats. Where are cats? How are your answer? Can you show me cats? That's good. Here are cats. So you match number three to this picture. And number four, I like cows. I don't like dogs. Tôi thích con bò nhưng tôi không thích con chó. And look at last picture. Chúng ta nhìn bức tranh cuối cùng này nhé. Bức tranh này chúng ta nhìn thấy người ta có hai bức tranh, đó là bức tranh con hai con bò và bức tranh hai con chó. Nhưng ở đây hai con chó lại bị gạch chéo, do vậy chứng tỏ là
Người này không thích hai con chó nên người ta gạch chéo vào bức tranh có hai con chó. So the answer is number four. You match number four to this picture. Tôi thích bò nhưng tôi không thích chó. Okay, that's good. Look the pictures and write like or don't like. Okay, you have 30 seconds to see this exercise. Now let's check the answer. Chúng ta sẽ nhìn các bức tranh và chúng ta sẽ viết từ like hoặc don't like. Okay, number one, you have the picture is an example for you. I like ducks. Why do you know like, not don't like? Tại sao chúng ta biết là viết sẽ viết vào đây là từ like mà không phải từ don't like? Tại vì chúng ta sẽ nhìn thấy, look at this picture. And what do you see? You see a happy face. Chúng ta nhìn thấy đó là một khuôn mặt cười và tay đang đưa lên chứng tỏ mình thích. And next picture is how many ducks do you see? There are five ducks. Ở đây chúng ta nhìn thấy một đàn vịt. Do vậy, người ta chứng tỏ người này thích vịt nhỉ? Này thích vịt. Number two, like or don't like. Look at this picture, you see a angry face. Chúng ta nhìn thấy một cái icon rất là tức giận và tay chỉ xuống chứng tỏ người này đang rất là không thích. Bên cạnh đó, chúng ta nhìn thấy bức tranh có hai chúng con bò thì đã bị gạch chéo. Do vậy, các bạn sẽ là don't like. I don't like cows. Next one, number three. Number three, how about your answer? Do you have the answer? That's good. I don't like pigs. Why do you choose I don't like? Tại sao chúng ta lại chọn là don't like chứ không phải là like nhỉ? Can you explain for you? Can you explain? That's good. Tại vì chúng ta nhìn thấy đó là đây là một cái icon rất là tức giận và tay chỉ xuống và bức tranh có hai con lợn đã bị kẹt chéo, do vậy tức là người này không thích lợn. So the answer is I don't like pigs. And the last sentence, the last picture. Do you have the answer? That's good. I like dogs. Chúng ta nhìn thấy tay người ta đang chỉ lên, chúng ta rất thích và khuôn mặt cười. Cùng với đó là bức tranh có hai chú chó. Do vậy chúng ta sẽ dùng là I like dogs. Okay, that's enough for my lesson. Thank you for watching. Goodbye.